trước quả phạt này sẽ là Hải Huy. Hải Huy đánh đầu khá nguy hiểm, tỷ số được mở cho thằng Quảng Ninh rất bất ngờ. Với ghi bàn có lẽ là Kouassi. Ngay phút thứ 3 thì thằng Quảng Ninh đã có bàn thắng mở tỷ số trên sân khách của Thanh Hóa. Ngày hôm qua thì Hoàng Anh Gia Lai đã để thua Sài Gòn trên sân Thống Nhất với tỷ số 1-3. Và ngày hôm nay thì Thanh Hóa được đón tiếp thằng Quảng Ninh trên sân nhà. Tuy nhiên lúc này thì khó khăn đang đến với đội chủ nhà khi họ đã bị thủng bàn ngay từ phút thứ 3. Chúng ta cùng xem lại tình huống ghi bàn này. Cầu thủ ghi bàn là Nguyễn Hải Huy, số 14. Người ghi bàn có lẽ là Mạc Hồng Quân. Kouassi chưa chạm bất ngờ bóng sau cú đá phạt của Mạc Hồng Quân đã đánh đầu sượt bóng rất kỹ thuật. Và điều này đã làm cho thủ môn Lương Văn Sơn hoàn toàn không có pha phạm lỗi. Văn Hiếu phản công cho Thanh Hóa. Mario chọc khe cho Lê Văn Thắng. Ôi, không được. Một pha phản công rất hay của Thanh Hóa. Nhưng pha băng lên vừa rồi của Lê Văn Thắng thiếu đi một chút tinh tế và tốc độ. Chọc khe rất tốt của Mario. Trong một tình huống hơi với thì Lê Văn Thắng đã dứt điểm ra ngoài. Một pha chọc bóng rất nhanh của Lê Văn Thắng. Xuân Tú, tốc độ của Xuân Tú rất chính xác. Mà Hồng Quân chân trái, chân phải khá nguy hiểm. Kouassi, như vậy là Kouassi một lần nữa lại rơi vào bẫy biệt vị của Thanh Hóa. Nhưng đó là một tình huống xử lý bóng rất thông minh của Mà Hồng Quân. Sau hai pha quạt bóng thì Mà Hồng Quân đã loại bỏ được các tiền vệ đeo báo anh và tung ra một cú dứt điểm từ xa rất hiểm hóc. Lần thứ hai đưa bóng vào lưới của Lương Bá Sơn. Tuy nhiên đều đó là những cú dứt điểm ở trong tư thế việt vị. Sẽ là một những phản công dành cho thằng Quảng Ninh. Nguyễn Xuân Tú. Ôi, không được. Người đã băng về rất nhanh đó là Bùi Văn Long. Và can thiệp của Bùi Văn Long đã khiến cho Yeo Hắc Man không thể có một tình huống dứt điểm về phía khung thành của Lương Bá Sơn. Góc dành cho thằng Quảng Ninh. Đường truyền khá khó chịu của Nguyễn Xuân Tú đã khiến cho trung vệ Hữu Lâm mắc sai lầm. Bóng đến chân của Yeo Hắc Man. Tuy nhiên Bùi Văn Long có mặt kịp thời để phản phá. Quân Tân sút xa khá nguy hiểm. Cơ hội liên tiếp đến với Yeo Hắc Man. Tuy nhiên chân sút người bờ biển Ngà vẫn chưa có được bàn thắng riêng cho mình. Vừa rồi là một pha phản xạ rất nhanh của thủ môn Lương Bá Sơn. Cú đánh đầu nối bóng vô cùng kỹ thuật của Yeo Hắc Man. Nguyễn Xuân Tú. Lúc này thì thằng Hồng Ninh vẫn chưa chắc suất. Chu Hạ. Hải Huy khá kỹ thuật. Và 2-0 cho thằng Quảng Ninh. Rất tuyệt vời. Một bàn thắng đẹp mắt của Hải Huy. Tạo đến Quân đánh đầu mở tỷ số cho 11. Thì lần này Hải Huy là người đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho thằng Quảng Ninh. Câu lạc bộ Thanh Hóa cần. Câu lạc bộ Thanh Quảng Ninh có sự thay đổi cầu thủ. Sau rất nhiều cơ hội thì lúc này thằng Quảng Ninh mới có được bàn thắng gia tăng cách biệt. Và đã có khá nhiều khán giả của Thanh Hóa đã đứng lên rời sân để chứng kiến bàn thua thứ hai này. Khi mà các trung vệ vẫn chưa kịp lên tham gia cản phá cú sút của Hải Huy.
thì bóng đã nhập Văn Hội. Trọng Hùng 1-2 cho Thanh Hóa, bàn thắng rất đẹp. Người ghi bàn đó là Nguyễn Trọng Hùng. Thứ 89 Thanh Hóa mới có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau rất nhiều cố gắng. Cú phạt góc của Phạm Văn Hội đã khiến cho toàn bộ hàng phòng ngự bên phía Thẳng Ninh lỡ đà và trong một tư thế không ai kèm. Hùng đã đánh đầu vào góc xa giúp cho Thanh Hóa thắp lên cơ hội có điểm. Tuấn Linh Giang Hắc Man, ơi, 3-1 cho Thanh Quảng Ninh. Đúng lúc này thì trọng tài Ngô Duy Lân đã nổi còi kết thúc trận đấu với sai lầm ở những giây bù giờ cuối cùng thì Thanh Hóa đã thất bại với tỷ số 1-3 ngay trên sân nhà. Đây đã là trận thua thứ 7 liên tiếp của Thanh Hóa. Trong khi đó Thanh Quảng Ninh đã chấm dứt chuỗi 6 trận toàn hòa và thua. Và với 3 điểm có được thì Thanh Quảng Ninh đã leo lên vị trí thứ 3, vị trí quen thuộc của họ. Buổi tổng kết trận đấu giữa Thanh Hóa và Thanh Quảng Ninh tại vòng đấu thứ 23 của V-League 2019 của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.